nước nóng té mưa hèn non. Cuồng trời non bao hú mặc ai chớ lờ, lại ai dù kém non chẳng buồn ngại. Tăng cốt cầu tam trống nọng bên mi ai, cá khay bay sông hao bao bàng cằn nơ. Chân lại ai u chua con ni bao mi phở xưa nọ nhà biểu nóng na na hờ nóng chết chờ hạt con liêu nóng nhà lê phủ in xưa nọ ai mặc nóng bán mương tay hâu phở cơ hề ai mặc nóng sáng ta bên bao mi chớ mò nóng hắc liêu nóng nhà phong hô trời.
mừng tay mơ ni chẳng hề muộn lại. Bố mẹ từng té cho bóng phai nâng khâu phù dệt phát dệt nó phù bình bà bình như dệt ban khẩu lại trường chung toàn bờ mơ. Ai em muốn mi bao trang kinh trang rô bố mẹ trông măng bàn tay mi bờ mơ khan khót cầu tạm trong khay lu bên lu bờ em coi hát coi búa ô lu em nó bên mi ai hâu coi hát coi bánh nhau cần cất cung cử muôn dệt hai dệt ná liêng cần ai tình nóng pa nóng dệt xuân phác xuân bó khăm hồi khăm pu hắc cần tao thâu đong đớ toàn ba má chóc lầu trông muôn tan trăng trông phùa mía mơ mi lu mi tàu to cạn toàn nà phong mẹ mưa nghi bên phùa bên mía bay âu nọng nớ hắc âu cần nớ bên phùa mía sốt trôi.
Cảm ơn quý vị rất nhiều. Phương trời hỏi đâu lịch sự những người bản lái cá quê ta. Cảm ơn quý khách gần xa đã đến dự đám cưới của hai nhà chúng tôi. Quý vị hãy ổn định chỗ ngồi và cùng chúc phúc cho lên vợ lên chồng đám cưới rực rỡ bởi màu hồng. Chắc quý vị cảm thấy vui lòng trong buổi chiều hôm nay. Vâng, thưa toàn thể MC và cô dì chú bác, chúng
ta sẽ hướng mắt về phía cổng hôn sự cưới, chào đón đôi tân nương tân đương đẹp nhất, lộng lẫy nhất trong buổi trường hợp này. Đó là cô dâu Lò Vân sánh vai cùng chú rể Phát Toàn tiến về lễ đài tình yêu. Vâng, chính thức lên diện pha trang. Dạ vâng, thưa toàn thể quý vị, các nhìn rất xa thì cô dâu Lò Vân thì xinh như hoa nở trên cành, các chú rể Phát Toàn thì như bướm trắng lượn vành dần dần. Đại diện của hai bên gia đình, về bên phía họ gia đình nhà gái, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời cậu Lò Văn Tiến và mẹ Mọ Lò Thị Lợi cùng đại diện gia đình nhà gái ạ. Dạ vâng, và về phía họ gia đình nhà trai, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bố Lò Văn Phương và mẹ Lò mẹ Lường Thị Quân cùng với đại diện gia đình nhà trai. Vâng, xin được trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình sẽ nhanh chân dẻo bước lên sân khấu tình yêu để ra mắt toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, để chứng kiến những giây phút hạnh phúc nhất của hai bạn chúng ta trong buổi trường hôm nay ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời đại diện của hai bên gia đình. Vâng, thưa toàn thể quý chị và hai vị đứng bên cạnh cô dâu Lò Vân, đó là người cậu và người mợ của cô dâu Lò Vân của chúng ta trong buổi trường hôm nay. Và hai vị đứng bên cạnh chú rể Văn Toàn, đó là bố mẹ của Văn Toàn của chúng ta trong buổi trường hôm nay. Xin toàn thể quý vị một tràng vỗ tay thật lớn cho đi ơi. Dạ vâng, thưa toàn thể quý vị, đúng là tình yêu thì là của đắm say, mang quyết định trong những tháng ngày ước mong. Trai khôn thì dựng vợ, mà gái lớn thì gả chồng, để cho năm tháng sợi tơ hồng sẽ duyên. Và sự hiện diện của quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay là niềm vinh dự lớn lao nhất của hai bên gia đình, là niềm hạnh phúc của cô dâu Lò Vân và chú rể Văn Toản của chúng tôi. Và để đáp lại những tình cảm thân thương nhất của toàn thể quý vị, xin mời đại diện hai bên gia đình cùng hai nhân vật chính của chúng ta sẽ cúi một cái cúi chào thật sâu đây ạ. Xin mời. Khởi gió chiêng bò mè bị nồng hạt sườn, tơ mỡ khỏi có xó nạ tàng tà vũ tà giàn đai sòng phái châu ân. Cơ ba mở sầu đáng hơn một những nồi của chất đời hỏi có mè cờ cấy, hỏi lấy mè cờ mùi, hỏi có cú có già kịch khẩu, xếp bì của chất bà làng bà, xếp hạ bì của chất nàng em sư sàn. Hóa bà lưu phật nhích, xếp bét bì của chất bền cầu, lưu phật chai, xếp cầu bì của chất nàng cài bạn em nghe. Hóa bà sầu đáng hơn của chất quén cân nặng hơn chương, xương cân nặng quá khắp, quén cân nặng đài bì của chất bền trù, hù cân nặng đài bì của chất bền báo cánh xào, bền trù đường sầu đáng hơn chào tên báo cánh xào đều sòng đá hô của trong mi quan hèn hầu phú tả già nay sòng phái có lời buồn bưng chờ ở ba mươi nỉ mới phú tả già nay sòng phái châu hưng có trong kiếm ba hà đẩy mưa đỉ bên trần mưa sai của trong ba kiếm ba mưa khỏa của trong ba hà đẩy có trong kiếp khắc hà nó kiếp khắc kiếp họp mới tổ chức với đồng hầu sòng đá hô mà đi bên của cánh mía phú tả già nay có trong cáo mươi ở bò mè phì nồng bàn phương có trong cáo mươi ở ảo cánh ả ra đua đài bản cáo mươi ở một phủ phục bàn đài phường hơ cần mắt tìm tòm hồng muôn trong mơ ở đồ đàn hâu mình đi để tời đang áo trời co thân đi khỏi cửa sổ nả tàng tà vũ tả già nay sòng phái châu hơn có bóng biết rằng hờn xưa so chúc hở pò mè phì nồng bàn phương phần có đơn chơ hào khăn mặn dưng phần có quay xiểng sắc bờ sở sắc nhọt hở khăn mến nơ số bảy số em đơ. Vâng, thưa toàn thể quý vị, đúng là yêu nhau thì chẳng quản đường xa, cầu khúc tách biệt cũng lần và sang, yêu nhau thì chẳng quản lầm than, mấy sông cũng lội mấy ngàn cũng qua, yêu nhau thì chẳng ngại đường xa, tá phả cũng quyết, phòng bà cũng liều. Vâng, thưa toàn thể quý vị, yêu và được yêu là niềm vinh dự lớn lao nhất trong cuộc đời của con người chúng ta, và được sự nhất trí của hai bên gia đình, được sự nhất trí của chính quyền địa phương, hai bạn trẻ trong một thời gian quen biết và tìm hiểu đến hôm nay. Chú rể Văn Toản và cô dâu Lò Vân chúng ta cũng cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc và buổi tiệc cưới ngày hôm nay là minh chứng cho tình yêu đó. Vâng, thưa toàn thể quý vị, và trong tất cả các lý do đó, ban tổ chức xin trân trọng công bố lễ phục quy của đôi trẻ Lò Vân Văn Toản chính thức được bắt đầu. Đây là những giây phút hạnh phúc nhất, những giây phút mà chúng ta mong chờ nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Cũng xin được chúc cho hai em sẽ được trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê, và chúc cho hai họ sẽ được thắm tình thông gia. Vâng, thưa toàn thể quý vị, và để tiếp theo chương trình trong buổi lễ phú quý hôm nay thì xin mời Lò Vân Văn Toản hai em sẽ bước về phía trước một bước nhỏ. Vâng, một bước nhỏ, vâng.
Thưa toàn thể các vị chị, quý vị các bác và hai bạn trong ngày hôm nay, đó là cô dâu Lo Vân và chú rể Văn Toàn. Hai bạn cũng có một cảm nhận tình yêu để trao tặng cho nhau. Vâng, thưa toàn thể các vị chị, và họ trao cho nhau cảm nhận này cũng như đã trao chọn cho nhau cả một cuộc đời. Vâng, thưa toàn thể các vị chị và quý vị, hãy hướng mắt lên sân khấu để chứng kiến những giây phút hạnh phúc nhất của hai bạn của tôi trong buổi chiều hôm nay. Và xin mời Lo Vân và Văn Toàn, hai bạn sẽ hướng 180 độ và quay về phía nhau ạ, để đeo cảm nhận tình yêu cho nhau ạ. Dạ vâng, thưa toàn thể quý vị và chú rể Văn Toàn, em sẽ mạnh mẽ lên và nắm chặt lấy tay cô dâu Lo Vân của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay, và đeo chiếc nhẫn cưới hạnh phúc vào ngón áp út của cô dâu Lo Vân. Và cô dâu Lo Vân cũng như vậy, em sẽ nắm chặt lấy tay chú rể Văn Toàn và đeo chiếc nhẫn cưới hạnh phúc vào ngón áp út của chú rể Văn Toàn. Và anh chị của chúng ta trong buổi trưa hôm nay, và chúng ta hướng mắt về sân khấu để chào đón món quà đầu tiên ạ. Món quà đầu tiên đến từ gia đình cậu vợ Tiến Thiên, có một món quà thật là ý nghĩa để gửi tặng cho hai cháu của mình trong ngày vui trọng đại này. Xin trân trọng kính mời cậu vợ. Vâng ạ, cậu vợ cũng như là những người bố, người mẹ của mình, của cô dâu gửi tặng cho con của mình món quà thật là ý nghĩa trong buổi trưa hôm nay ạ. Vâng. Vâng, và xin mời món quà đến từ gia đình cậu vợ trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, đây là những giây phút được hạnh phúc nhất của cô dâu Lo Vân của chúng tôi. Và có những món quà tươi thắm đến từ gia đình cậu vợ trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng ạ, xin cảm ơn món quà đến từ cậu vợ Tiến Duyên đã gửi tặng cho hai cháu của mình món quà thật ý nghĩa trong buổi chiều hôm nay. Và tiếp theo chương trình thì xin mời gia đình anh chị Tinh Tiếp ạ. Món quà đến từ gia đình anh chị Tinh Tiếp sẽ có một món quà thật ý nghĩa để gửi tặng cho hai em trong ngày vui trong đại này. Xin trân trọng kính mời anh chị. Vâng, và xin mời món quà đến từ gia đình chị Linh. Vâng, hai chị sẽ cùng lên sân khấu để trao món quà ý nghĩa nhất cho hai em trong buổi trưa ngày hôm nay. Kính mời món quà đến từ gia đình chị Linh ạ. Xin rất cảm kính mời chị Linh di chuyển đến sân khấu ạ. Vâng, ban tổ chức thay mặt cho gia đình đỡ lời cho hai bạn Vân và Văn Toản, xin rất cảm ơn món quà đến từ những người thân trong gia đình của mình dành tặng cho hai cháu, hai em những món quà thật là ý nghĩa trong buổi chiều hôm nay. Vậy ban tổ chức xin phép được thay mặt cho gia đình đỡ lời cho Lo Vân và Văn Toản, xin chân thành cảm ơn những món quà thật là ý nghĩa của gia đình đến người thân, đến cho hai bạn chúng ta trong buổi chiều hôm nay. Vậy ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn. Và trải qua bao nhiêu ngày tháng chờ đợi đúng không ạ? Vâng, hôm nay thì đồng chú rể Văn Toản và cô dâu Lo Vân thì cũng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc của riêng mình, và những tình cảm thân thương nhất của toàn thể quý vị, những tình cảm thân thương nhất của những người thân dành cho em trong buổi trưa ngày hôm nay.
tinh tiết và món quà đến từ gia đình chị Linh. Và xin thay quà thật là ý nghĩa của gia đình, của người thân dành tặng, và cảm ơn chị Linh, của người thân dành tặng cho hai em, hai cháu của mình trong buổi chiều hôm nay. Vậy một lần nữa thay mặt cho đại diện của hai bên gia đình, tớ lời hai bạn xin chân thành cảm ơn những món quà đến từ gia đình. Và để tiếp theo chương trình trong buổi lễ phục quỳnh hôm nay, xin mời Lò Vân và Văn Toản hai em di chuyển về phía tháp ly rượu tình yêu. Hai em chung tay rót chai rượu trong banh đầu tiên lên. Cậu và mợ của em ở bên phía bên vợ của em ạ. Và xin mời hai em cũng nâng hai ly rượu hồng, ly rượu giao bôi của em trong buổi trưa ngày hôm nay. Em một ly và cô dâu Lò Vân một ly. Và chúng ta trở về vị trí đẹp nhất ban đầu ạ. Và xin mời cô dâu chúng ta cùng đan tay nhau ạ, uống ly rượu giao bôi ạ. Và xin còn chúng ta sẽ đan tay nhau. Vâng, xin mời Văn Thoại, em lưu lại của khách tranh tài. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta uống rượu giao bôi. Chúng ta sẽ hô để chúc mừng 1, 2, 3 rô, 2, 3 rô, 2, 3 cạn, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc đúng không quý vị ơi? Bạn lái ơi!